Xin chào quý vị và các bạn. Thì như đã hứa, hôm nay là ngày cuối tuần, tôi quay lại làm cái clip để nói về hai cái kịch bản mà tôi vẽ trước cho thị trường. Tất nhiên là chúng ta sẽ không biết được là kịch bản nào nó sẽ xảy ra đâu, và tôi sẽ nói lý do tại sao là có hai cái kịch bản đấy. Thứ nhất là chúng ta nhìn, tôi cho nó nhỏ lại để các bạn nhìn rõ hai kịch bản. Cái quá khứ thì thôi không nói nữa. Thì ở đây có hai cái kịch bản. Kịch bản thứ nhất là nó sẽ không vượt được cái đường này. Nó sẽ không vượt đường này. Và cái đỉnh này này, nó sẽ là đỉnh dài hạn. Đấy, đỉnh dài hạn sau khi nó đã hoàn thành 5 con sóng. Đấy, có nhiều người nói thì con sóng bắt đầu từ đây, và đây đang là con sóng thứ tư. Thì đấy là quan điểm của mỗi người thôi, nó cũng không quan trọng, cũng không phải gọi là nhất thiết là ai đúng ai sai, nó cũng không quan trọng đâu. Tôi thì thấy những cái thứ đấy là nó không quan trọng, bởi vì nó chỉ là tương đối thôi, nó là về nhận thức của mỗi người về cái sóng thôi nha, nó không phải là quan trọng. Đấy, giống như là cái nó đang ở cái sóng tăng này này. Đấy, nó đang nằm ở cái sóng tăng, nó chưa bị phá vỡ. Thì cái này cũng tùy thôi, tùy mỗi người nhận định rồi nha. Còn nếu mà bạn mà vẽ xa hơn nữa ấy, thì nó cả cái giai đoạn này của thị trường nó đều là sóng tăng hết, nó có bị phá vỡ đâu nha. Nên là cái đấy cũng là tùy vào nhận định. Đấy nha. Còn tất nhiên là các bạn cũng nên đọc cái đấy lý thuyết Dow, đúng không? Lý thuyết Dow để hiểu rõ xem là để phân tích kỹ thuật thì chúng ta phải nắm được cái lý thuyết Dow nó như thế nào. Đấy. Tuy nhiên ấy, lại là cái đường tăng này này là mỗi người vẽ mỗi kiểu, đấy nó cũng không hoàn toàn giống nhau nha. Thế thì có hai kịch bản là đấy, một kịch bản đầu tiên ấy là tôi cho rằng, và tôi đang nghiêng về cái này là 60% nhá. Và tôi rất thích làm cái động tác gọi là xác suất. Đấy, chứ còn không có câu chuyện là chính xác 100% đâu, không có đâu nhá. 60% là cái đỉnh này là đỉnh dài hạn, và tôi cũng đã nói với các bạn từ rất nhiều clip trước, các bạn có thể xem lại. Và nếu như cái đỉnh này này nó là đỉnh dài hạn, đấy, cái đỉnh 1430 đấy, 420 mấy đấy nhá, 122. Nếu như nó là đỉnh dài hạn thì chắc chắn là đấy, nó sẽ sideways đấy, nó sẽ dao động ở trong cái hai cái đường mà tôi vẽ này này, hai đường xanh tôi vẽ này, một thời gian đấy, từ khoảng 6 tháng, 3 đến 6 tháng thì nó sẽ lao xuống. Đấy, nó sẽ lao xuống đâu thì cũng chưa rõ, cái đấy là cái câu chuyện sau nha, tôi vẽ thế thôi, chứ còn cũng không, các bạn cũng không nên tin vào cái việc gọi là, nhưng mà nó sẽ lao xuống, nó sẽ lao mạnh xuống đấy nha. Đấy, đấy là kịch bản thứ nhất. Kịch bản thứ hai ấy thì cái đỉnh này này nó không phải là đỉnh dài hạn. Nó không phải đỉnh dài hạn, nhưng cái kịch bản này tôi nghiêng về chỉ 40% thôi. Nó có khả năng nó vượt lên 40%. Vì mấy lý do. Đấy, cái lý do mà nó cái này là đỉnh dài hạn nhá, thì cũng rất bình thường thôi, bởi vì nó đã tăng so với cái đỉnh trước đây khoảng 30% rồi. 30% hơn 30% rồi. Nhá. Và nó cũng bình thường thôi, nó cũng vẫn có thể là một cái đỉnh dài hạn, bởi vì nó cũng là một cái kỷ lục rồi. Và cái kỷ lục ở đây ấy là kỷ lục của từ cái lúc thành lập thị trường chứng khoán Việt Nam đến bây giờ ấy, là cái kỷ lục này nó là kỷ lục rồi, nó là cái đỉnh cao nhất từ cái lúc thành lập thị trường chứng khoán Việt Nam đến bây giờ rồi. Đấy. Nhưng nó cũng chỉ 60% thôi. Lý do nó đấy, nó không thể lên đến 70% được, nó chỉ khả năng đúng của nó chỉ 60% thôi. Thì tí nữa tôi sẽ giải thích tại sao nó chỉ 60%, nó có xác suất 60%, nó không thể nhiều hơn được. Đấy, còn 40% là nó sẽ phóng lên. Nó sẽ phóng lên vì mấy lý do này. Nó phóng lên và tôi nghĩ là nó sẽ phóng lên cái vùng khoảng 1800 đến 2000 này này. Cái vùng này tôi không biết chắc là nó sẽ ở chỗ nào. Nhưng nếu phóng lên ấy thì nó sẽ phóng lên cái vùng gọi là 1800 đến 2000. Đấy, nếu như mà nó phóng lên nhá thì nó sẽ phóng lên và nó sẽ lao xuống. Nó lao xuống vì nó có thể phóng lên ấy vì mấy lý do này. Cái lý do đầu tiên ấy là chúng ta thấy là tiền thực sự là chưa được bơm ra, nó hạn chế lắm, nó không ăn thua, nó không ồ ạt như các giai đoạn trước. Có nghĩa là dòng vốn giá rẻ ấy nó vẫn chưa được bơm ra một cách ồ ạt nhá.
Và cái giai đoạn này là cái giai đoạn vẫn đang khó khăn và chưa biết được thế nào, đúng không? Chúng ta vẫn phải chờ đợi thôi. Đấy, đấy là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai ấy, là các bạn nếu mà nhìn vào cái đồ thị khối lượng đấy, cái biểu đồ vẽ mô tả cái khối lượng giao dịch ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái giai đoạn đây này, cái đoạn này này khối lượng rất là lớn đấy, cái lượng tiền đổ vào rất lớn, nó hơn rất là nhiều lần so với cái đoạn trước nhá, nó hơn rất nhiều lần đấy, nó hơn phải tính bằng lần chứ không phải là chỉ hơn một tí đâu. Đây nhá, đoạn đoạn trước nó chỉ đến đây thôi này, đoạn này nó gấp khoảng 3 lần hoặc 4 lần nhá, có nhiều chỗ là gấp 4 lần đấy. Thì các bạn hình dung ra cái lượng tiền nó lớn như thế ấy, thì cái chỉ số nó cũng sẽ tương ứng thôi, nó sẽ có khả năng tương ứng nha, nó có khả năng tương ứng đấy. Và nếu như các bạn mà xem kỹ các giai đoạn trước của thị trường ấy thì sẽ thấy là đấy, sẽ thấy là cái lượng tiền mỗi một cái giai đoạn khác nhau, lượng tiền nó đổ vào khác nhau ấy, thì nó làm cho cái chỉ số nó cũng thay đổi theo nhá, nó làm cho cái mức độ chịu đựng của thị trường nó cũng tốt lên đấy, nó thay đổi theo đấy. Đấy là cái lý do thứ hai, và là cái lý do mà thị trường có thể sẽ lên đến cái mức khoảng 1.800 đến 1.000 đến 2.000 nhá, 1.800 đến 2.000 đấy. Và nếu như lên đến đấy ấy, thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ biết ngay là những cái ngành nào là ngành có khả năng đẩy được cái thị trường nó lên cao như thế đấy. Thì tôi cũng không nói rõ từng cái cổ phiếu một, các bạn phải tự các bạn chuẩn bị kịch bản. Những cái cổ phiếu nào tôi nói rõ đấy là vì đấy các bạn đăng ký kênh của tôi và tôi chia sẻ cái thông tin đấy để tôi hy vọng là các bạn kiếm được tiền. Ví dụ như cổ phiếu DL1 tôi đã chia sẻ với các bạn và rất nhiều bạn đã kiếm được 46% đấy, thì cũng là rất chúc mừng các bạn. Sau sau đó thì tôi có chia sẻ một cái cổ phiếu là cổ phiếu BSR nhá. Thì cổ phiếu BSR hiện tại các bạn chỉ mới lãi khoảng vài phần trăm thôi, nó không đáng kể, 1-2%, và phía trước vẫn đang còn rất nhiều trở ngại, chúng ta cũng không thể biết được. Nhưng cái cổ phiếu đấy cái khả năng tăng tôi cũng nói với các bạn là nó có 70% khả năng tăng nhé. Đấy, tôi hay nghiêng về bài toán xác suất, và tôi khẳng định với các bạn một cái điều này này, là tất cả những cái gì trong quá khứ ấy bây giờ nó sẽ lặp lại đấy, nó sẽ lặp lại, mọi thứ nó đều có tính chu kỳ. Nếu như các bạn mà để ý ấy, thì tất cả những cái thứ tồn tại ở trên xã hội này, ở trên quả đất này, nó đều có tính chu kỳ hết đấy. Và tôi cũng rất may mắn là tôi được đấy, được làm việc với những cái thứ nó liên quan đến chu kỳ trong một thời gian rất là dài. Nhưng sau này thì tôi mới phát hiện ra, sau này tôi mới kiểm nghiệm, tôi mới thấy là à, mọi thứ nó tồn tại ở trên 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 thế giới này nó đều tuân theo tính chu kỳ hết đấy. Đấy, có thể nó làm bóp méo chu kỳ nhá, có thể làm bóp méo chu kỳ, nhưng nó là có tính quy luật, có tính chu kỳ đấy. Tôi lấy ví dụ các bạn hình dung ra một ngày là luôn luôn có 24 giờ đấy, cứ sau 24 giờ là nó lặp lại cái thời gian nhé đấy. Và các bạn thấy ví dụ như là cứ buổi sáng thì mặt trời mọc, buổi tối thì mặt trời lặn đấy, đấy cũng là chu kỳ tất cả đấy. Hoặc là trăng trăng lên lúc nào, và hoặc là một ngày thì thủy triều sẽ có 2 lần đấy trong một ngày, tất cả những cái thứ đấy đều có tính chu kỳ. Và khi mà các bạn khám phá, các bạn hiểu ra được cái điều đấy ấy, thì các bạn sẽ thấy là à, thì ra là ở trong quá khứ nó như thế nào thì bây giờ nó sẽ lặp lại, có thể nó không hoàn toàn giống, nó bị bóp méo chu kỳ, bóp méo bởi vì nó nhiều cái thứ nó liên quan đến. Ví dụ như chu kỳ của một đời người ấy là khoảng 84 năm đấy. Đấy, tôi nói với các bạn thế, và nó sẽ thay đổi khi khoa học kỹ thuật nó tiên tiến lên thì cái chu kỳ đấy nó sẽ xê dịch đi một tí đấy. Nhưng các bạn hình dung ra cái đấy là một cái chu kỳ lớn. Sau này tôi sẽ chia sẻ với các bạn là thực ra nó có bốn cái chu kỳ lớn quan trọng, nhưng cái chu kỳ của đời người ấy nó rất quan trọng. Nó quan trọng là bởi lý do ấy, cái chu kỳ của đời người ấy nó liên quan đến cái việc gọi là tiêu thụ hàng hóa đấy, mua bán vân vân, và nó tạo ra cái của cải vật chất, tạo ra những cái công nghệ mới đấy. Cứ sau một cái thế hệ sau đi lên sẽ thay thế hệ trước và tạo ra những cái công nghệ mới đấy, các bạn cứ để ý. Và nó có nhiều cái loại chu kỳ, rất nhiều chu kỳ, nhưng nó có bốn cái chu kỳ chính, và trong mỗi chu kỳ ấy thì bao giờ nó cũng có bốn hình thái đấy. Nếu như các bạn lúc đầu tôi cũng không biết đâu, tôi cũng chỉ biết là trong một chu kỳ thì nó có quá trình biến đổi năng lượng đấy. Ví dụ như tôi là liên quan đến cái món dạy học đấy, thì là tôi liên quan đến món dạy một cái môn dao động, nó liên quan đến chu kỳ, thì tôi hay nói đấy là trong một chu kỳ thì nó là có cái quá trình chuyển đổi năng lượng từ động năng sang thế năng và ngược lại
Nếu như không có cái gì tác động vào thì cái quá trình chuyển đổi này nó được bảo toàn. Có nghĩa là động năng và thế năng cộng lại nó sẽ bằng một cái hằng số. Đấy, nhưng nếu như có cái tác động vào thì cái chu kỳ nó bị thay đổi, đấy nó bị bóp méo đi. Và ở trên các cái hình thái ở trên xã hội ấy, nó đều giống như thế hết. Nếu như các bạn mà nghiên cứu sâu vào, đấy để ý sâu vào thì các bạn sẽ thấy là à nó giống như thế. Đấy, chu kỳ dân túy như thế nào, vân vân. Nó cũng luôn luôn có một cái chu kỳ. Ví dụ như các bạn xác định nó là 84 năm thì nó không, ví dụ lần sau lặp lại nó không hoàn toàn là 84 năm bởi vì nó bóp méo bởi nhiều cái thứ. Nhưng cái con số loanh quanh 84 năm có thể lên 86 năm hoặc có thể lên 90 năm vân vân. Đấy. Nhưng chúng ta có thể nhìn trước được là à đến cái giai đoạn đấy nó sẽ xảy ra một trong hai cái điều như thế. Đấy, đấy là cái lý do mà tôi nói và cái xác suất mà tôi đưa ra là nó có lý do là như thế nha, nó không phải con số ngẫu nhiên đâu. Thì đấy là những cái thứ mà tôi chia sẻ và tôi muốn, đấy tôi muốn nói để cho các bạn hình dung ra. Và để tôi xin lỗi tí, cái này cứ mỗi lần ấy nó lại, và để có thể chống chọi được ấy thì ngoài cái việc mà chúng ta dự đoán trước, chúng ta có thể dự đoán được, chúng ta phải dự đoán trước, thì chúng ta cần xây dựng những kịch bản phù hợp, những kịch bản phù hợp để chúng ta có thể chống chọi lại được. Đấy, chống chọi lại được. Thì giai đoạn hiện nay này chúng ta nhìn thấy là thứ nhất là tiền chưa thực sự được bơm ra quá nhiều đấy, nên bong bóng có thể là đã hình thành rồi nhưng mà nó cái mức độ để xác định là nổ bong bóng ấy thì tôi nói là nó có 60% và 40% là nó có thể được thổi lên nữa khi lượng tiền rẻ đấy, lượng cầu tiền đúng không, rẻ bơm vào thị trường lớn thì nó sẽ đẩy cái chỉ số lên, và cái việc mà nó tăng lên nữa là cũng rất là bình thường thôi, và nhưng nó chỉ có 40%, thì tôi nói như thế 40%. Và cái việc mà nó đẩy giá từ đây lên này nó chưa được nhiều, nó chưa thực sự là nó chưa được nhiều đấy, nó đã thổi bong bóng lên rồi đấy nhưng nó chưa được nhiều đấy, nên là tôi cho nó cái xác suất là 40% nha, là sẽ thổi được nữa và chúng ta phải quan sát chờ đợi thôi. Thế thì cái kịch bản của chúng ta nên ứng phó là như thế nào đấy, chúng ta đợi đợi cho nó qua cái điểm này này, qua cái vùng này này, đến cái vùng này, nói là cái điểm này thì không chính xác đâu, mà thực ra ấy là cái đây là cái con số là 3 tháng nhé, thì cái vùng nguy hiểm nhất là cái vùng từ 3 đến 6 tháng đấy, cái vùng đấy là nó cứ dập dềnh, nó lên xuống, nó không rõ ràng, nó không rõ là nó sẽ đi lên hay đi xuống, và cái vị trí đấy là cái vị trí dễ bị mất tiền đấy. Chúng ta mua vào một cái là nó không may nó bị dập xuống một phát là qua cái điểm cắt lỗ đấy, qua cái điểm cắt lỗ là chúng ta phải cắt lỗ, và chúng ta bắt buộc, nếu như trừ những bạn nào gan lì không cắt, thì tôi đã chứng kiến rất nhiều người không cắt lỗ, gan lì không cắt, gan lì không cắt, và trong những người tôi biết đấy là có người gan lì không cắt cổ phiếu CTG đây, nó dập mua từ đúng đỉnh này nó dập xuống, gan lì không cắt thì đến bây giờ ấy, đến bây giờ cắt là khó nhé, đến bây giờ tôi nói nhé, đây ví dụ như các bạn cắt ở đây nhé thì các bạn chỉ lỗ thế này thôi, nhưng ấy lỗ 8% hoặc 9% là cùng thôi, nhưng đấy là các bạn được ôm cái khoản tiền đấy để các bạn tái đầu tư, hoặc các bạn có thể là có những cái cơ hội lựa chọn khác, không phải đầu tư trên thị trường chứng khoán thì các bạn có thể đầu tư trên những cái thị trường khác đấy. Và tôi đã chứng kiến khách hàng của tôi có rất nhiều người ôm cái này nhiều nhé, ôm trước khi gặp tôi là ôm cái cục cục này rất là lớn đấy, trước khi gặp tôi nhé đấy, hai người gặp tôi đều ôm cái cục này, nhưng mà một trong hai người đấy là quyết định cắt, sau khi cắt xong ấy thì gặp tôi thì kéo được lại được khá nhiều đúng không, kéo được lại được khá khá nhiều đấy. Nhưng một người không cắt, thực ra ấy là đến đây mà hỏi tôi là cắt hay không thì tôi cũng không trả lời được. Lý do các bạn hình dung như này, khi mà nó sập xuống ở cái giai đoạn này rồi, nó lại tích cái nền mới rồi, nó lại đang chuẩn bị lên rồi, các bạn bán phát là nó lên, nhưng các bạn bán ở đây này, cái khả năng lên của nó ấy, nó vẫn có nhưng nó chỉ có 20% đến 30% là nó quay đầu đi lên thôi đấy, các bạn hình dung thế. Cái điểm cắt lỗ này này nó có cái giá trị rất nhất định nha, nó vẫn bị đi lên đấy, bởi vì các bạn cắt ở đây nó chạm một cái hỗ trợ này nó đi lên là bình thường đấy, nó chạm một cái hỗ trợ này nó đi lên là bình thường thôi, có gì đâu đấy, các bạn phải phải hình dung như thế, nó sẽ có xác suất ra đi lên, và chúng ta ấy là sẽ phải chơi cái bài toán xác suất thôi. Có nghĩa là nếu mà xác suất nó rơi vào chúng ta phần thắng nhiều thì chúng ta chọn,
đấy đấy là cái cách mà tôi vẫn 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 nói đấy, tôi ngồi tôi phân tích là để tôi tìm ra cái sai sót lớn hơn về tôi đấy, và tôi sẽ đấy lao vào thị trường khi cái sai sót lớn nó rơi vào tôi. Còn nếu như nó xảy ra sai sót bé thì tôi bắt buộc tôi phải cắt lỗ thôi, chả có cách nào khác. Đấy 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 là cái mà tôi chia sẻ với các bạn nhé. Đấy, và nói luôn một cái nữa này là cũng có rất nhiều bạn muốn tôi là đưa cho tôi ít tiền xong rồi bảo tôi phím cái cổ phiếu nọ phiếu cái kia ấy, thì tôi khẳng định luôn là tôi không làm được cái việc đấy. Lý do là khi mà tôi đưa cho các bạn một cái cổ phiếu thì tôi sẽ phải đi cùng cái cổ phiếu đấy cho đến khi các bạn bán cái cổ phiếu đấy. Đấy, và tôi phải biết được là các bạn lãi thì lãi bao nhiêu tiền và lỗ thì lỗ bao nhiêu tiền. Đấy, còn tôi không làm cái động tác là bạn đưa cho tôi ít tiền xong rồi tôi đưa cho bạn cổ phiếu, còn sống hay chết thì kệ bạn, như thế là tôi không làm việc đấy nhá. Đấy. Còn các cổ phiếu tôi đưa cho các bạn ấy không phải là cứ tôi đưa cho các bạn là các bạn sẽ kiếm được tiền đâu. Nó cũng chỉ có xác suất thôi. Tôi đưa là tôi biết là cái cổ phiếu đấy cái xác suất lên nó cao thì tôi đưa thôi. Đấy, các bạn hình dung thế. Nhưng cái xác suất thấp không phải là nó không xảy ra. Các bạn hình dung cho cái xác suất mà các bạn đánh Việt Lốt ấy là nó như thế nào không? Nó kinh khủng như nào không? Đấy, nhưng nó vẫn có người trúng. Đấy, các bạn hình dung thế, hoặc là các bạn mua xổ số đấy, cái xác suất xảy ra đấy nó rất là bé. Nó cực kỳ bé. Đấy, nó bé đến chỉ 0.mấy% thôi nhưng nó vẫn xảy ra. Nó vẫn xảy ra nhá. Đấy, và ở trên đây ấy, chúng ta chỉ cần tìm được cổ phiếu mà có xác suất thắng 70% thôi là đã là thành công rồi. Đấy. Nhưng quan trọng là phải hiểu để làm thế nào đấy đưa được ra là tại sao cái cổ phiếu đấy nó có xác suất lên là 70% hoặc tại sao nó có xác suất xuống là 30%. Đấy, mình phân tích cái đấy thôi nhá. Cái đấy thôi, chứ còn không có cái cổ phiếu nào là đưa ra mua là nó sẽ tăng giá 100% đâu. Thì cái thằng BSR này tôi đang nói là nó đang có cái xác suất lên 70%. 70% nó sẽ lên nhá. Đấy. Vì mấy lý do tôi đã giải thích rồi. Thứ nhất là cái giá dầu bây giờ nó đang sang mùa đông rồi, khả năng tiêu thụ dầu nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Đấy. Cái thứ hai ấy, các bạn hình dung ra ấy là bây giờ các bạn là người bán hàng, các bạn hình dung ra các bạn đang có cái lợi nhuận ổn định với cái sản lượng vừa đủ như thế thôi, các bạn có tăng cái ồ ạt lên để cho các bạn thu cái lãi về nó ít hơn không? Có ít hơn không? Tất nhiên là đến lúc bơm khôi phục lại, đấy, tăng cái sản lượng lên là phải tăng lên. Nhưng đấy, người ta sẽ phải đánh giá cái mặt được và mất đấy về cái lợi nhuận của người ta đấy, chứ không phải là người ta cứ nói bơm là người ta sẽ bơm lên đâu, cái đấy không có đâu nhá. Và tôi không có cái khẳng định là cái cổ phiếu này nó sẽ chạy thẳng vèo lên, là không khẳng định cái đấy. Và tôi chỉ biết là nó có xác suất 70% là nó sẽ thành công đấy. Và tôi đã nói là tôi chia sẻ cái cổ phiếu này với các bạn vì mấy lý do. Thứ nhất là các bạn theo dõi kênh của tôi cũng giống như cái cổ phiếu DL1 tôi đã cho các bạn đấy. Tôi đã cho các bạn cái cổ phiếu DL1 này, tôi nói với các bạn là lúc tôi cho là nó ở vùng dưới này đúng không? 8, đây vùng này. Đấy, 8. Thì tôi cho các bạn ở đây sao này. Nó đây, nó lên xong nó dập xuống một phát. Đây, đúng ở cái vùng này. Đấy. Thì tôi chỉ biết là vùng này đúng là vùng này. Tôi chỉ biết là cái cổ phiếu này nó đang bị đầu cơ ở cái vùng này. Đấy, và cái xác suất lên của nó là khoảng 80% nó sẽ lên. Đấy, thì tôi cho các bạn, và nhiều bạn đã ăn được ở trên này là ăn được 46%, nên các bạn hình dung ra các bạn bán ở trên này, các bạn thông báo với tôi là các bạn lãi được 46%. 46% đây. 46% thì bạn bán được tít trên này cơ này. Đấy, bạn rất là giỏi đấy, bán trên này. Đấy. Tôi thì tôi mua cái cổ phiếu này ăn theo vòng. Như vẽ lên thì nó khác với vẽ xuống. Đúng rồi, vẽ lên thì nó sẽ khác với vẽ xuống. Đây các bạn có thể ở đây thôi. Cái này vẽ lên nó khác. Nó sẽ ra cái giá trị khác với vẽ xuống. Đây, có nghĩa là bạn từ đây lên ấy, thì nó tính phần trăm nó khác với xuống nhá. Đấy, 46%. Thì các bạn hình dung ra ấy, là cái giai đoạn tôi tăng lên giá khoảng 11 đấy, thì tôi cho tất cả mọi người 10 tất cả mọi người bán và nó xuống 8.5 lại ăn thêm vòng nữa.
đấy, tổng thì cũng được khá khá, nhưng mà tôi làm như thế nó an toàn hơn. Đợi lèo lên 46%, lỡ may nó dọc mạnh xuống không ăn được thì mất nhá. Còn nó vận động như thế nào tiếp ấy thì cái đấy là tùy các bạn đánh giá nhé, tùy các bạn đánh giá, tôi không có khuyến nghị nữa. Các bạn cũng đã có lãi rồi, các bạn cũng đã mời tôi cà phê rồi, tôi rất cảm ơn các bạn, và tôi chúc các bạn tiếp cái cổ phiếu BSR này sẽ thành công. Nhưng tôi cũng cung cấp thông tin luôn, cái cổ phiếu BSR này là rất nhiều đội nhóm đang hô bán ở cái giá 21 nhé, chốt lãi ở cái giá 21, và rất nhiều người đã bán rồi ở giá 21, nhưng quan điểm của tôi là nó có 70% xác suất đi lên. Và tôi cho các bạn cái cổ phiếu này giống như là cái cổ phiếu DL1, và tôi chúc các bạn có thể đầu tư thành công, kiếm được nhiều lợi nhuận ở trên cái cổ phiếu này đấy. Và hy vọng rằng một ngày nào đó các bạn lại khi chốt BR các bạn lại nhớ đến tôi và lại có thể mời tôi những cái ly cà phê. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Và tôi vẫn làm cái dịch vụ nhá, làm cái dịch vụ rất nhiều bạn hỏi đấy, thì nhắn tin hỏi và chưa hiểu thì tôi nói rõ là cái dịch vụ của tôi là các bạn phải cung cấp cho tôi cái cổ phiếu, và tôi chỉ cung cấp cho các bạn thông tin về cái cổ phiếu đấy thôi đấy, chứ không phải là các bạn đưa tiền cho tôi để tôi bí phím cho các bạn một cái cổ phiếu nha. Tôi không làm cái động tác như thế. Cái cổ phiếu nào tôi đưa ra là tôi sẽ phải đi với nó cho đến lúc mà các bạn bán hết cái cổ phiếu đấy nha. Đấy, đấy là cái lý do mà tôi không làm cái dịch vụ là phím hàng theo kiểu là đưa cái cổ phiếu ra rồi các bạn đưa đưa đại cái cổ phiếu ra thì các bạn mua, các bạn thắng thì thắng, thua thì thua, thì đấy là tôi không làm việc đấy. Đấy, và tôi biết nó có xác suất là khoảng bao nhiêu phần trăm đấy, tôi tính được cái đấy. Tất nhiên là nó cũng không chính xác, nhưng cái độ chính xác nó cũng vừa phải đấy. Ví dụ như con BR này nó có khoảng 70%, các bạn cứ cứ tin là 70% là nó sẽ lên nha. Đấy, tuy nhiên đấy là tôi lại khẳng định lại với các bạn một lần nữa là cái xổ số ấy, cái xác suất nó rất là nhỏ, cái giải độc đắc ấy, xác suất nó nhỏ như thế nhưng nó vẫn có người trúng đấy, nên là các bạn vẫn phải đề phòng. Nếu như nó mà chạy ngược lại với những gì các bạn những gì tôi dự đoán đấy thì bắt buộc phải cắt lỗ thôi, không có cách nào khác đấy nha. Tôi cho luôn các bạn cái điểm cắt lỗ đây, tôi khuyến nghị các bạn là mua ở cái giá gọi là 20.5. Những bạn nào mà đã nghe tôi ấy, thì là sẽ biết là mua ở 20.5, và các bạn nên cắt lỗ đấy, cắt lỗ ở cái vùng này, nó rơi đúng vùng hỗ trợ đấy, nhưng phải cắt lỗ thôi. Là nếu như thủng xuống 19 là phải cắt lỗ nha, thủng xuống 19 là phải cắt lỗ đấy. Và hẹn gặp lại các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip sau. Chúc quý vị và các bạn đầu tư thành công, kiếm được nhiều lợi nhuận, và tôi mong rằng cái chia sẻ của tôi ngày hôm nay nó có ích đấy, giúp các bạn có thể kiếm được lợi nhuận hoặc là tránh bị mất tiền trong cái giai đoạn này nha.